Ok, bắt đầu ha. Thứ nhất là lớp điểm. Lớp điểm là lớp rất là đơn giản, đúng không ạ? Có lẽ cái điểm là một lớp mà để chung trong đây luôn ha. Điểm thời gian. Rồi lớp xe. Tôi gom điểm với thời gian cho một cái project thư viện tiện ích cho mình ha. Tại nó chỉ hỗ trợ thôi, không phải là chính. Theo yêu cầu á, thì lớp điểm của mình có tọa độ SI và cái tọa độ này cố định, có nghĩa là nó không có set được, nó không có thay đổi được ha. Có nghĩa là chỉ get thôi, lấy thông tin là get ha, lấy thông tin là get chứ không có set được. Vậy thì có thể ta có cái constructor default constructor là điểm 0,0 này ha. Rồi cái quan trọng nhất là chúng ta có điểm XI, chúng ta tạo ra điểm XI ha. Các bạn dùng không? Nếu mà chúng ta không có set mà các bạn không có cái constructor để mà tạo ra điểm XI thì các bạn cứ tạo ra một cái điểm 0,0 hoài, các bạn dùng không? Cho nên cái này tại sao gọi là quan trọng nhất, bởi vì nó là cái mà tạo ra cái điểm có nội dung ha. Còn cái điểm 0,0 là cái điểm mặc định, khi nào cần tạo điểm gốc thì mới tạo ra. Thế thì chúng ta khởi tạo bằng
cái initialization list là danh sách cải tạo ha. Điểm thì quá đơn giản, chứ SC thì cải tạo SC thôi, không có gì khác hết. Như vậy thì cái điểm 00 của chúng ta thì tái sử dụng cái điểm SC. Chúng ta có hai cách, một cách là chúng ta tái sử dụng cái này. Cách thứ hai là chúng ta đặt default value ở đây, giá trị mặc định bằng 0. Hình dung không? Nếu mà chúng ta đặt giá trị mặc định ở đây bằng 0, đây bằng 0, thì đây khỏi cần phải làm gì hết, đúng không ạ? Không làm gì hết là nó đã có x bằng 0, y bằng 0. Còn nếu chúng ta không đặt x bằng 0, y bằng 0 thì chúng ta cũng có một cách là chúng ta gọi lại tái sử dụng cái điểm x, y bên dưới đây, và truyền cho hai giá trị cho nó là 0 và 0. Này hiểu chưa? Này đơn giản không? Có phương thức lấy và phương thức tính khoảng cách, không nào? Chỉ đơn giản được thôi. Khoảng cách thì khoảng có tham số gì điểm, đúng không? Khoảng cách từ list, từ nó cho tới một điểm khác. Khoảng cách là bằng căn của x bình cộng y bình, hiệu của x trừ x y trừ y. Tới giờ mình có hai cái lựa chọn, một là x lớn, hai là x nhỏ. X nhỏ là cái thuộc tính thật, x lớn là cái giao diện, cái getter. Thực ra thì các bạn lấy cái nào cũng được, nhưng mà ở đây tôi chọn x lớn thì để chi, để mà mình đã có getter rồi thì mình thông qua getter. Bởi vì nhiều khi mình có xử lý bên trong getter thì mình đã phải mất công phải xử lý hai lần. Rồi giả sử xử lý trong getter rồi, bây giờ mình không sử dụng getter mà mình sử dụng thuộc tính thật thì mình lại phải xử lý đây nữa. Cái điểm khác này là, thật ra điểm khác này mình cũng có thể lấy được x của nó luôn, bởi vì nó cùng class,
cùng class điểm. Mặc dù là hai đối tượng khác nhau nhưng mà cùng class điểm, cho nên vẫn lấy được các private của nó. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng dùng getter ha. SQRT thì trong thư viện MATLAB ha, không có bình phương. Đó là xong cái điểm đơn giản rồi ta. Thank you.
00 từ A tới B là 323. Không, mình để 345 cho dễ tính. Các bạn biết tam giác Pythagore này không? À, tỷ lệ Pythagore này 345 này. Cạnh 3, cạnh 4, cạnh 5. Ok. Rồi mình test xong cái điểm. Tiếp theo là thời gian, yêu cầu là một lớp thời gian. Biểu diễn giờ phút giây. Thì ở đây có cái phép cộng, có phép cộng cho nên tôi sẽ chọn là dùng giây tổng. Chứ không, tôi không chọn là 3 thuộc tính giờ phút giây, tôi chọn 1 thuộc tính thôi, là giây tổng thôi. Thì cho nó dễ cộng ha. Và ở đây á, mình cũng chỉ có lấy ra thôi, mình không có set vô, mình chỉ get thôi, cho nên là lấy ra rất dễ. Nếu mà dùng dây tổng mà set vô á, set vô giờ riêng, phút riêng, giây riêng á, thì tính toán hơi bị khó một tí. Còn đây ta chỉ yêu cầu lấy thôi. À, không có yêu cầu phương thức cập nhật, cho nên dễ nhất là chúng ta dùng dây tổng. Đây tôi sẽ demo kỹ thuật là dùng giá trị mặc định ở trên thuộc tính ha. Nếu chúng ta đã có thuộc tính mặc định rồi thì chúng ta khỏi cần làm gì hết. Thì ở đây nó mặc định nó sẽ ra dây tổng bằng 0.
Ở đây mình có thể đặt trực tiếp vô cho cái thuộc tính dây tổng, hoặc mình có thể tái sử dụng cái này. Thì tôi lựa chọn cái giải pháp là tái sử dụng. Mặc dù đặt trực tiếp cũng được, nhưng mà tôi demo cái tái sử dụng. Công thức này dễ hiểu đúng không? Dây tổng thì nhân 3600 thì giờ chia ngược lại 3600 ra giờ. Còn cái lấy phần dư 24 này, tại vì nếu mà nó vượt quá 24 thì giờ của mình không có quá 24 giờ. Bây giờ thì để coi cái giờ này nó lưu cái gì? Nó lưu giờ trong ngày hay là nó lưu giờ thời gian tổng luôn đúng không? Dưới đây là có thời gian tổng, cho nên là có trường hợp là nó sẽ vượt khỏi một ngày,
Vì mình không có chia cái phần trên ha. Vì phần này mình không có chia. Nếu lưu giờ trong ngày thì mình mới chia cái đó. Ok. Còn phút thì chia cho 60. Và lấy phần chiều 60. Còn giây thì lấy phần chiều 60. Được vậy. Thì mình đã làm cái phương thức lấy từng thành phần, lấy từng thành phần giờ phút giây, có kêu lấy giây tổng không ạ? Và phương thức biểu diễn, phương thức nào dễ mà trước biểu diễn, dễ mà trước ha. Bên tiếng Anh á, nó có phương thức này là rất là thông dụng. Là người ta viết một cái chuỗi để biểu diễn cái đối tượng đó, để hình các thuộc tính ra cái chuỗi. Các bạn chú ý là qua hướng đối tượng á, người ta in ra chuỗi á, thì nó hay hơn là các bạn trực tiếp màn hình. Tại vì á, người ta sử dụng chuỗi đó, người ta có thể lưu vô file, người ta xử lý, người ta in ra màn hình. Tại vì các bạn trực tiếp màn hình. Giờ làm sao in đây? Thì chúng ta in ra chuỗi. In ra chuỗi thì các bạn có biết cái stream không? Mình có IO stream đúng không? Thì mình dùng stream. Thì nó mình cũng nhập tích từ chuỗi và ra chuỗi. Này nó viết tắt là stream nè. Cái này chưa khai báo cho nên là mấy cái này nó không có chịu khai báo trước.
thì cái string stream á thì nó sẽ có cái string bên trong, string của nó sẽ có cái string bên trong. Đó, cái string thì mình trả về cái string mà bên cái string stream đó là nó sẽ bao trùm cái string lại, nó ghi hoặc nó đọc cái string, cái string đó. Định dạng, người ta cứ định dạng là giờ 2 chấm phút 2 chấm giây đúng không, thì mình cứ xích ra y vậy thôi. Nó mình tái sử dụng ha, mình dùng chính cái getter của nó. Là những cái đơn giản là constructor. Constructor thì từ 3 thành phần và phút giây và từ giây tổng, rồi biểu diễn thành chuỗi và lấy từng thành phần, là những cái đơn giản nhất, cơ bản nhất. Thì mình đã làm rồi, mình test được những cái cơ bản trước để cộng trừ nhân chia sẽ ối cộng trừ sau. À, cái này là cái hàm, nãy quên thiếu cái dấu ngoặc. Quên cắt ha. Không, để cắt ra cho dễ nhìn.
mặc định là 000, T1 là 123 mà nó sơ ra 23. Ngộ ha. 2 phút 3 giây, đúng không? Đúng hả? Ở trùng hợp ha, 120 là 60 nhân 2 là 2 phút 3 giây, đúng rồi. Tôi tưởng là nó lấy 2 số cuối, 23. Ok. À, hồi nãy cái chỗ mà điểm á, thì cái này á, mình làm hay hơn á, là mình sẽ làm như vậy. Cái chỗ này nè, này á, thì nó bắt buộc có copy. Điểm này không có quan trọng, điểm này chỉ có ít y không thì cái này không có vấn đề. Nhưng mà nếu mà một cái đối tượng lớn á, các bạn dùng được không? Mà cứ mỗi lần á, cái phải copy vậy á, thì nó không hay. Trong đối tượng người ta không thích xài này, người ta thích xài cái là đây, thì nó sẽ không copy, đúng không? Nó sẽ lấy cái điểm đó thôi và nó không copy. Nhưng mà nếu mà như vậy á thì lại có cái khả năng là mình sửa đổi nó, đúng không? Thì tôi tuyên bố là tôi lấy bản thân anh đó, tôi không copy, nhưng mà tôi tuyên bố là tôi chỉ xài cái phần mà không sửa đổi thôi, còn không xanh thôi, là cái giao diện không sửa đổi ha, giao diện không sửa đổi. Ok. Hả? Chứ bà không sao? Chưa hiểu. Chứ bà là tham biến. Tham biến có nghĩa là không. Bây giờ là main nè. Từ khoảng cách từ, bỏ này đi, khoảng cách từ A tới B, B là tham số đúng không? Nếu mà hồi nãy á, là nó sẽ copy một cái bảng B phẩy, hiểu không? Khác với B là ví dụ như cái B của mình á là megabyte, nó copy thêm một megabyte nữa ha, với cái tên là, cái tên trong đây nó gọi là điểm chấm khoảng cách chấm khác, cái tên đó là thuộc tham số khác của phương thức khoảng cách của lớp điểm ha, thì là một cái tên khác. Còn bây giờ cũng là cái tên khác nhưng mà là cùng cái đối tượng đó, không có copy ra, mà hai cái tên khác nhau thôi để gọi cùng đối tượng à, thì là như vậy, là cái tên khác cũng chính là điểm của em, cũng chính là B của em à, ok. Nhưng mà cái này thì người ta sẽ sợ là cái người sử dụng á, người ta giờ tôi chỉ muốn truyền B cho anh xài, anh hỏi thôi, tôi không muốn truyền B cho anh sửa đổi đó. Vậy thì để đảm bảo là B không có, cái phương thức này là nó không có sửa đổi B, thì mình thêm cái cộng sản rồi. Khi thêm công xăng thì có nghĩa là mình tuyên bố là tôi chỉ sử dụng cái giao diện lấy thôi, tôi không sử dụng cái giao diện mà thay đổi cái nội dung của anh B. Giao diện set ở đây không có cái nào set tên hết, nhưng mà nó vẫn phàn nàn bởi vì mặc dù mình cài đặt x lớn là get tên, nhưng mà không có chỗ nào tuyên bố x lớn là chỉ get mà không có set, ai biết được, đúng không? Trong x lớn nè, trong list lớn tôi hoàn toàn có thể là ví dụ vậy, đúng không? Tôi hoàn toàn có thể thay đổi, cho nên phải có cái chỗ nào đó mình tuyên bố là cái phương thức get này nè của mình không có thay đổi à, thì mình thêm cái công sản phía sau. Thì công sản phía sau này nè khác với công xăng phía trước nha. Công xăng phía trước là nói giá trị trả về của mình là công xăng, còn công xăng phía sau này là công xăng của cái nó đứng trước cái khối lệnh, cái lệnh nó nói là cái khối lệnh này không có thay đổi cái disk, không thay đổi nội dung của disk. Vậy thì nếu mà trong đây mình có bất kỳ cái gì hành động gì mà thay đổi nội dung thì nó sẽ có lỗi ngay.
an toàn. Thì qua bên giao diện mình cũng phải khai báo ha, đây là phương thức mà không thay đổi, this không thay đổi cái điểm này. Đó, sau khi như vậy thì ok, nó khá to rồi, là truy xuất this là đảm bảo là constant, có nghĩa là không thay đổi cái thằng khác này. Bây giờ this chính là khác đúng không, không thay đổi khác. Tương tự cho truy xuất y cũng không thay đổi cái thằng khác này, vì thì đảm bảo an toàn. Thế này là tôi gợi ý thêm cho các bạn một cái mở rộng thêm ha, còn không có thì mình làm bình thường cũng được, không sao hết. Hồi nãy cũng không chết chấp gì, nhưng mà nếu mà chúng ta có những cái đối tượng lớn á thì chúng ta nên làm cái này. Quay lại thời gian, thời gian thì ta kêu theo các cái phép toán nữa, cộng trừ cộng dồn trừ bớt ra và so sánh. Ok, làm cái dễ trước, so sánh với thời gian khác trước ha. Ủa? À, nếu so sánh thì phải trả ra inter. Inter tôi định nghĩa là bé hơn 0 là bé hơn, bằng 0 là bằng, và lớn hơn 0 là lớn hơn. Tôi định nghĩa trừ 1 hay là cộng 1 ha. Cái này một cái return một ra liền, ai biết? Một cái return một ra liền, dây tổng làm sao? Trừ cho dây tổng còn khác là xong. This hỏi sao không trả bài buôn nữa hả? Nếu mà trả bài buôn á, mình làm nhiều lắm mệt. Không gì? Này một phương thức mà hết tất cả các trường hợp. Còn nếu mà trả bài buôn á, là phải lớn hơn là một nè, bằng là hai nè, bé hơn là ba, ít nhất là ba cái. Rồi mình cũng thường dùng lớn hơn bằng nữa, rồi bé hơn bằng, ít nhất nếu mà tiện dụng là năm cái, ít nhất là ba cái, tiện dụng là năm cái. Mệt không? Sai này ha. Tại sao tôi không có xài cái thuộc tính dây tổng mà tôi xài cái phương thức dây tổng? Mai mốt rồi tôi thấy xử lý này phức tạp, nó có cái gì đó phức tạp, tôi chuyển cái cấu trúc dữ liệu của tôi qua thành là lưu dẫn dây đâu lưu dây tổng nữa, thì cái phương thức nó không đổi, hiểu không? Thì báo cái lỗi gì đây? Khác chưa định nghĩa, ông không cập nhật cái gì đó. Cái này cũng tương tự ha,
cái này nó sẽ báo nè, là cái anh phương thức khác này nè, ảnh không có đảm bảo cái tính constant của cái đối tượng khác. Mấy anh này là công sang hết, tại anh nào anh cũng không có thay đổi dữ liệu. Đây, so sánh và cộng trừ đơn giản. Bốn cái này khác nhau không? Cộng với là lấy cái this cộng với cái khác và trả ra cái kết quả. Còn cái này cộng thêm là this bản thân nó cộng thêm một lượng là lượng khác này nè. Thực ra không cần phải trả về, trả về void là cũng được. Nhưng mà tôi trả về và này để chi nữa không? Các bạn thường thấy như, giống như là cái phép mà cộng cộng á, mình hay xài kiểu này nè. Có nghĩa là bản thân cái tăng xong rồi lại lấy kết quả, lấy chính cái y đó, y tăng tăng, y cộng cộng y tăng lên, rồi lấy chính cái y đó bỏ vô cái ngoặc này. Thì đây là nó lấy chính cái this, nó trả về chính cái this cho nó gì, cho tiện dụng ha. Cái này là một cái kiểu mà thiết kế trong C người ta hay thiết kế vậy để tiện dụng. Cái này cũng một return một ra liền xong nhanh như thế. Đúng không? Một cái return là ra liền là gần dây tổng cộng dây tổng của khác và tạo nên một cái đối tượng thời gian dựa trên cái dây tổng tổng đó. Thank you.
cái mình return ở đây chỉ là return this thôi ha. Mà this là con rõ cho nên là mình phải lấy cái này. Ủa, nó cũng không chịu. Cái này mình không có setter. Có một cách đó là mình xài trực tiếp cái thuộc tính dây tổng. Cách thứ hai là tôi tạo setter. Ủa sao ngồi tạo setter đi. Tôi tạo setter private thôi cho tôi xài, không cho người khác xài. Thì nó hay cái chỗ là mai mốt á, mình không còn, giả sử mình sửa đổi cấu trúc dữ liệu đó, thì mình cũng không bị ảnh hưởng, các bạn không? Cái này mình để phòng hờ thôi, bây giờ mình chưa có gì là bất hợp lại ha, cho nên không cần phải kiểm tra gì hết. Mai mốt mình có gì đó hợp lại với không hợp lại thì mình sẽ kiểm tra, mình sẽ trả về false nếu bất hợp lại. Trong trường hợp này không kiểm tra gì hết cho nên luôn luôn true. Đó. Vậy thì cái này mình chỉ đơn giản là set lại cái dây tổng của mình bằng dây tổng của mình cộng dây tổng của người ta là xong.
Rồi, test nha. Cái mà cộng thêm này nè, nếu mà mình có trả về thì mình xài ở đây nó tiện hơn, là mình vừa cộng thêm xong mình lấy giá trị kết quả luôn. Đó thì bởi vì mình có trả về, các bạn dùng được không? Có trả về cho nên mình có thể lấy được giá trị của nó ngay lập tức. Còn nếu các bạn trả về void rồi đó, thì mình bất tiện tí ha. Thì cái mẫu này là C nó hay xài lắm, mẫu thiết kế mà hàm tính toán xong rồi trả về tít nó hay xài. T3 trừ T1 là bằng 1 giờ, 2 phút là trừ mất tiêu rồi, 3 thì còn 30, chính xác. T1 cộng T3 là 1 giờ, 2 cộng 2 là 4, 3 là 36, đúng rồi. T0 trừ của cộng bằng T1, tức là nó ra 9T1 á. T0 là 0 mà, thì ra 9T1. Ok. Như đó là xong hai cái tiện ích. Giờ tới cái chính, tới phần chính này. Cấp xe. Trước khi qua lớp xe thì mình ngắt cái này trước.